Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay tiếp tục đến với chương trình mỗi ngày một sản phẩm khuyến mại các bác nhé. Thì hôm nay em có chương trình đối với dòng máy Crocat Sup 45 SCW 5000 CQD bản màu bạc các bác nhé, bản màu bạc nhé. Con này đang có giá là 2 triệu 3 các bác nhé. Được giả, được khuyến mại 18%. Đấy, một sản phẩm thôi nhá, giá còn 1.900.000. Bắt đầu nhanh tay để sở hữu nhá, giá không thể nào đẹp hơn được nữa. Đấy, mỗi ngày một sản phẩm nhá. Đấy, thì bắt đầu nhanh tay thì đăng ký mua, đặt mua ngay nhá. Giá là 2.300.000 và đang được khuyến mại giảm giá free, không lấy lãi. Đấy, không lấy lãi này, thậm chí còn âm ấy, âm vào gốc rồi. Đây là nó là free anh em ạ. Khuyến mại cho em là một sản phẩm thôi, để em lấy tương tác, giảm 18% nhé. Giá còn 1.900.000. Đấy, giá là 2.300.000, các bác được giảm 400.000 một con máy. Thì các bác biết rồi đấy, con máy có 2.300.000 mà giảm 400.000 thì đừng có lời lãi gì đây, lỗ sấp mặt. Nhưng mà đây em bán tương tác thôi, các bác nào nhanh tay săn hàng nha. Con này thì được áp dụng các công nghệ như Aeroto này, Digiger này, Snow Crosswap này, QD này. Thì độ chuyển động là 4.9:1 này, trọng lượng là 610g, tải mắc là 15kg và tốc độ dây là 104cm. 3 bạc đạn. Dây 0.35 vào được 300m các bác nhá. Đấy. Và bản này thì đây được phân phối bởi Daiwa Singapore nhé. Đấy. Bản này sản xuất tại Việt Nam nhưng mà lại nhập khẩu về bởi Daiwa Singapore các bạn, chứ không phải được xuất trực tiếp từ Daiwa Việt Nam. Đấy. Thằng Nhật nó rất là oai oăm các bạn. Đấy. Nó sản xuất tại Việt Nam nhưng nó lại không cho gì Daiwa Việt Nam phân phối trực tiếp, mà lại phải thông qua một thằng nữa này. Đây. Đấy, Made in Việt Nam này. Đấy. Hàng của Nhật này. Đấy. Địa chỉ công ty là Tokyo Japan này mà. Địa chỉ của hãng ấy. Thế máy này được bán ở các thị trường như là Nhật này, Mỹ này, Australia này, Scotland này, Pháp này, Đức này, Italia. Đấy, phần lớn là các thị trường ở châu Âu. Đấy, châu Âu và châu Mỹ. Đây về thiết kế máy, máy thì là màu bạc các bác nhé, máy màu bạc. Đấy, cối là cối siêu lông anh em nhé, siêu lông nhé, cối siêu lông nha, siêu lông này. Đấy, toàn bộ máy là màu bạc hết. Đây anh em, cối kim loại này. Đấy, kêu nghe đây không? Tay quay bằng kim loại này, tay nắm tay cầm này. Đấy, dòng này là một trong những dòng châu bò. Đấy, bạo lực. Đấy, giá tầm trung vừa tiền. Đấy. Đấy, thiết kế con này giống như các dòng cao cấp, ví dụ như là Emblem Sup 45 hoặc là ba sai này, hoặc là Sup QD gì nhỉ, nó gọi là gì nhỉ? Em quên tên rồi. Nói chung là thừa hưởng các đặc tính và thiết kế ở trên các mẫu đời cao. Đấy, đưa vào đây. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ là đều màu trắng này, màu trắng và màu bạc, màu trắng màu bạc. Chống rối cước đây. Đấy, có chống rối cước này, khóa hai chiều này. Đấy, khóa hai chiều này. Đấy, thiết kế các đường viền góc cạnh là đảm bảo là anh em là thiết kế con này là có sự chuẩn chỉnh. Đấy, trong từng đường led. Cối thì dài. Đấy, chứa được nhiều cước và lại gì, khá là nông, coi như khá nông nhá. Đây, con này thì thu cước cũng nhanh mà thoát cước cũng nhanh,
đánh dù cũng vậy, đánh cược vậy, con này thu nhanh, thoát dây nhanh nhá. Đây là khóa đác của nó này. Đấy, khóa đác này. Đấy. Chuông kêu con này cũng khá là to bạn. Đấy, chuông kêu này. Khá to luôn. Cút máy lớn này, cút máy lớn này. Cút máy rất to luôn. Dòng thiên về bạo lực mà cút máy rất to. Ở đây là vòng chủ rối cước này. Còn đây là cái chỗ tạo tiếng kêu của cái chuông báo cá này nha này. Lẫy. Máy được mạ chrome nhá, tiện CMC mạ chrome. Sáng bóng luôn. Đấy, mức độ hoàn thiện con này rất cao luôn. Cối bằng hợp kim, hợp kim nhôm anh em. Cối thì là hợp kim nhôm. Đấy. Gạt cước thì khá là to. Con ăn thì bằng bằng kim loại nhé. Con ăn thì bằng kim loại. Có phủ chống mài mòn. Có phủ chống chống hạn chế mài mòn chứ không chống hoàn toàn đâu anh nhé. Hạn chế mài mòn. Này. Một con máy này. Máy này thì tương đương với size 10 đến 12 ngàn các bác nhé. 10 đến 12 ngàn. Đấy. Câu lục ok này. Đấy. Câu lục quá ok. Câu biển này. Thậm chí là anh em đánh cá lớn. Câu thẻo 6 chấm ấy. Câu chùm nho ấy. Đấy. Hoặc là săn cá lớn ở trong các hồ dịch vụ như là cá hô. Cá cha khủng ấy. Đây. Những con này kéo mắc phê luôn. Bò chết luôn. Con này mắc là 15 kg mà. Bò chết luôn. Không phải nghĩ. Đấy nhá, bác nào nhanh tay thì alo cho em nhá. Giá cực kỳ ưu đãi với một sản phẩm nhá. Đấy, bác nào cần mẫu này thì alo cho em. Hiện tại đang được giá sale khuyến mại nhé. Giá tri ân và giá này giá em bán đến tương tác nhé. Bác nhớ thế. Đấy. Và em giảm là giảm theo căn cứ giá của hãng nhé. Chứ không theo giá của bất kỳ một bên nào của bác nhé. Bác nhớ rõ cho em như vậy. Các muốn tham khảo đâu thì tham khảo. Nhưng cứ theo giá hãng thôi. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé.